À, rõ hả? À, cho thầy hỏi là về tiêu hóa là các em học bài chi đây à? Về tiêu hóa là mấy em học bài chi rồi? Bài bây gan bài tiêu hóa trẻ trẻ em ạ. À, bên tùy là chưa hả? Dạ. À, tức là bài bài gan là về cái lý đạt rồi phải không? Dạ li át vào đây. Rồi bài bài tiêu cấp cứu tiêu ống tiêu hóa ở trẻ sơ sinh trẻ em Dạ. rồi rồi bài 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 gì nữa Tắt ruột rồi ạ. à tắc ruột rồi rồi chứ thầy sẽ giới thiệu em gửi em về một cái bài về tùy ấy. Bài về tùy tùy là chưa phải không? Dạ chưa. Các em đã thấy trên màn hình cái slide trên màn hình chưa? Giờ thấy rồi ạ. Thấy rồi ha, rồi. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu các em về các cái về tầng nó nằm về về tùy thì thứ nhất có thể giới thiệu chúng các cái phương tiện kỹ thuật chẩn đoán nặng áp dụng vào trong khảo sát các cái bệnh lý của tùy và sau đó thì thầy sẽ đưa ra một cái bệnh lý mà để mình xem cái cách vận dụng các cái kỹ thuật này chẩn đoán như thế nào vào cái bệnh lý đó, đó là bệnh viêm tùy cấp. Nhưng thầy đã nói rồi, thầy sẽ ưu tiên trọng cái bệnh mà thứ nhất là chẩn đoán là nó mang tính chất vai trò quyết định, cái thứ hai nữa là cái bệnh ưu tiên những cái bệnh cấp cứu chứ không thể mà giới thiệu nhiều bệnh lý được, nhưng gian trải quá thì nó không 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 không, không rõ được. Mình chỉ đưa ra một cái bệnh để các em hiểu thôi, còn những cái bệnh khác thì các em tự tìm hiểu sau này. Chú ý là thầy giới thiệu cái phương pháp.
Thứ nhất là hiện nay là các cái kỹ thuật mà chẩn đoán nặng mà để mà ứng dụng trong khảo sát bệnh lý về tùy á, thì trước đây thì X-quang nó có cái vai trò rất là hạn chế trong khảo sát cái bệnh lý về tùy, mà hầu như sau này không ai áp dụng cả, bởi vì nó không 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 tùy khi mà nó chụp chiếu cái hình ảnh bụng đó, thì tùy nó hoàn toàn nó không có thể hiện trên trên cái bóng, trên cái X-quang nó nằm lặn trong các cái cấu trúc khác cũng đông đông tỷ trọng. Có chăng đi nữa thì nó chỉ có một số cái hình ảnh nó gợi ý, ví dụ như nó vối hóa ngang các cái mức độ sống thứ hai thứ ba, thì cái vị trí đó là cái mình nghi ngờ cái vị trí của tùy, thì nó vối hóa trong những một số cái bệnh lý mà viêm tùy. Tuy nhiên cái vối hóa nó có thể gặp trong những cái ví dụ những cái thức ăn mà có cái nồng độ vối trong 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 ruột, hoặc là nhiều khi vối hóa các mạch máu, hoặc là thậm chí là nhiều khi là của thận nữa, nhiều khi những cái thằng cái vị trí nó nằm bị lệch một chút là nó cũng cũng dễ bị nhầm đấy, chứ nó không có cái ý nghĩa gì cả. Hoặc là đôi khi là trong cái những trường hợp mà nó viêm tụy cấp nó xuất tiết dịch ấy, thì nhiều khi nó cái dịch nó đông ở cái quan sát phúc mạc, nó làm mờ cái cơ thắt lưng chậu hai bên, cái bơ bơ mà những cái hình ảnh đó có thể gặp trong tất cả các cái bệnh cảnh khác. Nói chung nó không 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 còn giá trị đáng kể gì cả, nên như là X-quang mình quên đi trong cái khảo sát mình thì tùy là được rồi. Thì hiện nay thì khảo sát chủ yếu là với các cái phương tiện cắt lớp, với các phương tiện cắt lớp tức là bao gồm siêu âm, cắt lớp vi tính cộng hưởng từ đều là gọi là hình ảnh cắt lớp cả. Thì về mặt hình ảnh học, cái siêu âm nó cũng bị hạn chế nhiều, nói chung nó phụ thuộc vào người, ví dụ người mà mập quá nhiều khi mình siêu âm mình không thấy cái tùy đâu cả, hoặc là những người mà có cái quai ruột nó căng trướng lắm thì nó cũng bị hạn chế. Hơn nữa một số trường hợp mà mình muốn khảo sát cái các cái bệnh lý mà đánh giá cái tính chất tùy máu của nhu mô tùy ngắm thuộc chẳng hạn, thì siêu âm nó cũng bị hạn chế. Tuy nhiên thì hiện nay là cái có cái siêu âm đang hồi siêu âm mà qua đường nội soi, thì đó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để khảo sát bệnh lý về tùy, và thậm chí qua đó nó giúp mình nó lấy cái mẫu sinh thiết luôn đó, nó siêu âm, nhưng mà cái siêu âm này thường là kết hợp vào luôn cả hệ thống nội soi, còn siêu âm qua đường bụng thì nó bị hạn chế nhiều lắm. Cái em chơi cho thầy chụp. Đó là siêu âm nội soi, đó là một cái hệ thống mà hiện nay là khi mà sinh thiết tùy là ở nước ngoài là người ta thường sinh thiết qua cái đường siêu âm nội soi này, chỉ cần đi sớm qua đường bụng thì nó khi nào mà những cái tổn thương mà nó to, nó phát triển to, ví dụ khối u mà nó lan rộng vào, nó lan và nó tiếp cận thành bụng thì người ta mới sinh thiết được, chứ còn cái siêu âm mà những cái tổn thương mà nhỏ
thì thông thường người ta là phải sinh sinh thiết qua đường nội soi, và đây là một phương tiện đưa lại cái hiệu quả rất là cao. Tuy nhiên thì nó không có phổ biến, và nó lại thường là thường nằm trong cái trung tâm của nội soi. Ví dụ như là trung tâm nội soi của bệnh viện Trương Minh nó có cái hệ thống siêu âm kèm theo luôn, nhưng mà cái kim sinh thiết đó nó đắt lắm. Trước đây là cái hệ thống nội soi đó là nhập nó tài trợ cho toàn bộ luôn, thậm chí là nó đưa người qua qua là hướng dẫn và làm việc tại bệnh viện, tại trung tâm nội soi đã cả 1 năm luôn, suốt 1 năm không lương, rồi nó cho rất là nhiều cái kim sinh thiết, nhưng cái kim sinh thiết nó rất là đắt. Mà để khi hết cả cái kim sinh thiết rồi thì mình cũng không triển khai được được luôn, là bởi vì nó đắt quá, kim rất là nhỏ nhưng mà rất đắt. Rồi hiện nay cắt lớp vi tính thì được xem như là một trong những phương tiện chủ đạo ấy, chủ đạo ở đây. Cái bài này thì lâu rồi nên như là tôi cũng đưa ra, thì cộng hưởng từ thì được đã ít chỉ định, là bởi vì sao? Bởi vì nó ít phổ biến, giá thành cao, nhưng mà cộng hưởng từ được xem như là cái một trong những cái phương tiện mà là ưu việt nhất trong khảo sát các cái bệnh lý về tủy, đặc biệt những cái bệnh lý mà về về mà có cái tổn thương dạng nang của tủy thì cộng hưởng từ hết sức ưu việt. Hoặc là những cái nó khảo sát cái đường dạng mạc tủy, tức là nó có cái chuỗi súng đặc biệt, là nó chụp không cần dùng cái thuốc tướng phản tư gì cả, nó chụp luôn cả đường dẫn tuyến, các cái đường dẫn mạch rồi đường tùy nó, thì đặc biệt là những cái tổn thương có trong chức năng. Như vậy là cộng hưởng từ thì ở đây mình nói ít chỉ định, nhưng thật ra hiện càng ngày càng chỉ định rất nhiều, bởi vì chưa nó phổ biến. Hồi trước là ít chứ nó phổ biến nhiều. Rồi bên cạnh đó có những cái chụp mạch tùy qua đường nội soi. Ví dụ mình đường nội soi là mình sẽ qua đường mạch rồi mình bơm thuốc cảm quang vào rồi mình chụp luôn, rồi hoặc là chụp mạch máu trong các cái bệnh lý mà nó có ảnh hưởng đến mạch máu, ví dụ viêm tụy cấp nó gây xuất huyết, hoặc là trong những cái tổn thương mà trong cái nám dạ tùy nó có thông với một cái mạch máu mà người ta động mạch chẳng hạn, thì người có tạo thành cái hình người ta gọi là dạ phình mạch, thì người ta chụp mạch máu. Và như vậy trong các kỹ thuật này này là siêu âm nội soi, thường khi nào mà có cái chỉ định sinh thiết thì thường người ta mới làm, chứ còn bình thường nó khảo sát cũng tốt, nhưng mà vì đó là một cái kỹ thuật mà có can thiệp vào trong cái đường nội soi nữa, nên như là khi nào thật cần thiết người ta mới dùng. Chụp mạch tùy ngược dòng qua đường nội soi thì thường kỹ thuật này nó cũng có thể gây những cái tai biến, ví dụ như là nó gây chụp mạch thôi, mà nhiều khi sau đó là một cái viêm tụy cấp, biến chứng, một cái biến chứng phụ thuộc sau cái chụp mạch tùy dòng, thậm chí là đôi khi rất nặng nữa. Nên chi những cái trường hợp này người ta thường có kèm theo can thiệp, ví dụ như người ta nội soi qua đường mạch tùy, người ta chụp rồi sau đó người ta lấy cái sỏi, hoặc là lấy trong đường mạch, hoặc là sỏi trong ống tùy, người ta chụp, người ta can thiệp luôn. Còn chụp mạch máu cũng vậy, tức là khi nào mà có xuất huyết trên CT cộng tư nó khảo sát được rồi thì nó chụp để nó xác định lại, và nó can thiệp ví dụ một mạch máu đang xuất huyết nó biết cái mạch máu đó luôn. Như vậy thì cả cái kỹ thuật siêu âm nội soi này là thường kết hợp với sinh thiết, chụp mạch tùy ngược dòng qua đường nội soi là thường lấy cả cái giải quyết tắc nghẽn của đường dẫn tùy, hoặc là những cái u mà nó gây chèn tắc thì người ta đặt stent trong đường mạch, đường ống dẫn tùy đó. Với chụp mạch máu trong trường hợp mà nó xuất huyết mà cần phải can thiệp mạch. Như vậy là hiện tại thì mình về mặt chẩn đoán thì chủ yếu mình dựa vào siêu âm cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ, thì dần dần thì cộng hưởng từ càng chỉ định được rộng rãi, chứ không phải là chỉ định ở đây cái bài này là về cũ rồi. Đấy. Rồi như vậy là thì ở đây các bạn sẽ thấy đấy, rồi trước kể là những kỹ thuật khác, ví dụ như là kết hợp bên đồ y học hoặc nhân là có PET-CT để mà đánh giá những, đặc biệt là những cái u tủy mà nó di căn xa, hay sử dụng được PET, tức là vừa y học hoặc nhân vừa kết hợp bên cạnh món lành. CT là cái mã CT và PET là, tức là hệ thống PET, tức là hệ thống của y học hoặc nhân. Rồi thậm chí người ta còn sớm đóng phẫu thuật nữa, bởi vì nó có một cái đôi do chuyên biệt thì dùng đóng phẫu thuật vô trùng, thì khi mà
mình tưởng là mổ ra là khi nào mình thấy thật ra những cái mổ mổ mà nó những cái tính cái bề mặt thì mình quan sát được, nhưng mà ở sâu bên trong cái cấu trúc nhu mô thì hoặc là đôi khi mình phải xác định cái vị trí, nhiều khi mình phải dùng cái xâm nội xâm trong phẫu thuật này, ở nước ngoài người ta sử dụng cả nên nhiều lắm, mình lấy thì hầu như là không. À, như vậy là giới thiệu qua các em về cả cái thuật chẩn đoán lành mà áp dụng vào trong khảo sát bệnh lý tùy. À, em chơi cho thầy xí cái có cả cái tin nhắn công công việc đấy. Cả em chơi 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 cho thầy xỉ hả? Thì có công việc hơi 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 gấp một chút. Mà em chơi cho thầy xỉ hả?
Rồi mình tiếp tục các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Dạ rõ thầy. Thông cảm ấy thì có cái việc hơi gấp nên đi lên là phải nhắn. Rồi các bạn thấy rõ cái slide đấy màn hình chưa? Dạ rồi. Rồi như vậy là giới thiệu qua các bạn về cái các cái kỹ thuật chẩn đoán nặng mà ứng dụng vào trong cái khảo sát bệnh lý tùy. Đầu tiên là giới thiệu các bạn về cái giải phẫu về tùy. Thì như các bạn biết là cái làm cái chẩn đoán nặng mình á, là phải có biết cái giải phẫu về chẩn đoán nặng, mà giải phẫu nặng là bắt buộc cũng phải biết về cái giải phẫu đại cương, đặc biệt là cái giải phẫu khu vực. Giải phẫu khu vực nói chung là biết, phải biết rất là kỹ. Mà tùy cái vùng đầu tùy mặc trụ này là cái vùng gọi là khó trong trong bụng á, bụng đầu á, là cái vùng mà hai vùng mình giải phẫu tương đối khó nhất là cái vùng này, vùng mà đầu tùy mặc trụ này, vậy là về gan mặc tùy này, vậy là cái vùng đại trầu, vùng đại trầu hai cái vùng giải phẫu rất là khó. Thì vì sao mình phải nói giải phẫu thì các bạn biết tùy nó liên quan rất là nhiều cái cơ quan, đặc biệt nó kết với cái kết hợp với tá tràng, nó thành một khối người ta gọi là khối tá tùy. Rồi bên cạnh đó nó liên quan mà toàn cả cái cơ quan mà rất là thường xảy ra bệnh, ví dụ là đường mật này, và bệnh lý của tùy nó cũng ảnh hưởng đến đường mật, bệnh lý đường mật nó cũng ảnh hưởng đến tùy. Rồi cả gan, cả dạ dày, thậm chí lách về sau và thận lách ở phía bên trái và thận ở phía sau này nữa, và tất cả các cái mạch máu ở các cái nhánh của các cái mạch máu ở bụng. Thì các bạn thấy nó quấn quốc ở cái rất là nằm xung quanh cái vùng tùy đây, động mạch thắng tạng, động mạch mặt trái tầng trên, rồi tĩnh mạch hệ tĩnh mạch cửa, vậy nó hợp lưu về ở đây, và kiểu rồi cuốn gan, đường mật dẫn đường dẫn mật, đường mật ngoài gan là liên quan rất là mật thiết với là tùy. Như vậy là các bạn thấy là tùy nó những cái cơ quan này nó rất là liên quan chặt chẽ với nhau. Bên cạnh đó thì cả ba cũng chú ý một cái số cái giải phẫu mình phải nắm, đó là cái rễ của mặt kéo đại tràng ngang. Các bạn thấy nó cái rễ của nó được chạy trước cái bề mặt của tùy luôn, tại bơi dưới của tùy, kể cả cái rễ đầu khởi đầu của cái rễ của mặt kéo rụt non, đây là góc tả hồng tràng, cái rễ nó đây, các bạn thấy có cái lá đây này, các bạn nhìn thấy chứ hả, đây cái lá đây, cái lá của cái rễ mặt kéo rụt non, nó đầu tiên là cũng liên quan đến tùy. Bởi vì sao mình phải nhắc đến cả cái rễ mặt kéo này, là bởi vì các bạn thấy ví dụ ở đây là cái tùy, đây cái sơ đồ tiết dương đứng dọc, đây là tiết dương đứng ngang, thì cả cái đây là rễ rễ mặt kéo đại tràng ngang, đây là đại tràng ngang, đây là túi mặt hơi nhỏ, đây là túi mặt hơi lớn, đây là dày dài, còn đây là rễ của mặt kéo rụt non, và đây là cái mạc thận. Tùy là một cái tạng 6 phúc mạc, nhưng mà lại trước mạc thận, đây là cái mạc thận đây, hay còn gọi là mạc dưới rốt ta. Và cái khoang này này, cái khoang này người ta gọi là khoang cần thận, gọi là pararenal theo tiếng Pháp. Còn cái khoang mà sau cái mạc thận này người ta gọi là khoang quấn thận, perirenal, tức là quấn thận. Và cái mạc này nó rất là chắc, tuy nhiên cái mạc này thường thường nó giới hạn các cái tổn thương của tùy mà lan vào cái phía sau mạc thận, nhưng mà cũng có một số tổn thương nó đi qua cái mạc thận này, nó lan vào phía sau luôn. Và chính cái mạc thận này là một trong những cái mốc đặc biệt đến CT và đến cộng từ, nó vì các cái tổn thương mà đặc biệt những tổn thương mà tiến triển của tùy, ví dụ tổn thương mà
viêm tụy cấp chẳng hạn, hoặc là viêm tụy màng cũng vậy, tức là nó làm dài cái mạc thắng này lên, hoặc là những cái khối u ung thư tụy nó làm thay đổi cả cái tổ chức xung quanh đây, đặc biệt là cái mạc thắng nó dài lên, nó nói một cái điểm mà làm mình rất gợi ý đến cái tổn thương của tụy. Ở đây cái thể hiện ngang đây, đây là đây đây là khoang sa phúc mạc, đây là cái mạc thắng trước mạc thắng đây, trước thắng đây, đây là tụy, đây là tả tràng, đây là góc tả tràng, đây là đại tràng góc lách, đại tràng góc gan. Như vậy các bạn thấy nó sẽ liên quan mật thiết kia cả cái đại tràng. Như vậy cái mạc thắng đấy là một trong những cái móc rất là quan trọng. Mình phân chia cái khoang sa phúc mạc thành hai khu vực trước mạc thắng và khu vực sau mạc thắng. Như vậy là cái dự phòng đó rất là quan trọng. Thì khi mình khảo sát bệnh lý đi tùy bắt buộc mình phải tách từng cả cái cấu trúc này, mình phải phân biệt và phân tách được để mình đánh giá. Và nhiều khi rất là dễ nhầm lẫn, bởi vì những cái khối u đây nó của tả tràng hoặc là của thậm chí là cả hạch nữa, nó là hạch cũ rất là nhiều. Thì tính những cái kế tính những cái hạch đó nó cũng sẽ gây là những cái hình ảnh mình rất là dễ nhầm lẫn về tổn thương. Nó thấy nhắc qua về 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 giải phẫu. Rồi kể cả những cái giải phẫu, những cái biến thể giải phẫu, cái đường mà hợp giữa cái đường mặt và đường tùy, nó có những cái biến thể, tức là những cái dạng bình thường mà mình cũng phải biết, con không thì mình sẽ nhầm. Rồi cái cấu trúc mô học của nhu mô tùy mình sẽ cũng phải biết. Đây là những cái cấu trúc nang tuyến, là các cái cấu trúc nang tuyến là các tuyến ngoài tiết và nó tiết vào trong các bên lẫn bên trong các cái nam tuyến này là các cái tuyến nội tiết, các cái đạo. Các bạn sẽ thấy như vậy là cái tùy ngoài tiết và tùy nội tiết nó xen kẽ nhau, chứ nó không phải là tách rời, không phải tách rời, nên chỉ là nhưng mà hai cái cấu trúc này nó là hai cấu trúc nó khác biệt nhau, nhưng mà nó lại nằm xen kẽ với nhau như thế này. Như vậy các bạn thấy là những cái bệnh lý và tùy ngoài tiết và tùy nội tiết nó cũng nằm lẫn trong cái nhu mô tùy vậy, chứ không phải là hai cái bộ phận mà tách biệt giống như là tuyến yên trước tuyến yên sau, hoặc là nó tách biệt giống như là cái vỏ thượng thận và nó tùy thượng thận mà nó làm xen kẽ với nhau. Mà trong khi là hai cái cấu trúc này nó khác biệt với nhau rất là nhiều về mặt cấu trúc và chức năng. Rồi cả cái đường dẫn mặt tùy đây nó tập trung vào cả hàng giám tiểu tùy và nó đổ vào hai cái ống dẫn tùy chính, đó là hai ống dẫn tùy, đó là ống tùy chính và ống tùy phụ. Rồi các cái bao phối thai phối mô học mình cũng phải nắm, tùy nó hình thành từ cái nụ lưng và nụ bụng của cái mô tùy mô thai này, rồi khi nó hợp thành như thế nào, thì những cái bất thường về giải phẫu hoặc là biến thể giải phẫu mình phải biết được cái phối thai học. Đây là một cái cách hình thành của cái tùy chẩn vong đấy. Nói chung là mình khi mình học cái chẩn đoán hình ảnh là ngoài cái giải phẫu mình phải học rồi phối thai học mình phải học, rồi chúng các bạn biết là mình sẽ học rất là nhiều thứ. Rồi trong cái khảo sát về bệnh lý tùy thì các bạn sẽ thấy là khảo sát về bệnh lý viêm tùy cấp, thì viêm tùy cấp là một cái các bạn đã học bệnh học nội hoặc là bệnh học ngoài về viêm tùy cấp chưa? Các bạn đã học chưa? Viêm tùy cấp học là một bệnh về bệnh học nội khoa mà vừa bệnh học ngoài khoa mình đều có học hết. Việc chưa học nhé. Cứ học về bệnh học nữa thôi, thì thầy phải chịu khó là mình phải nói cái về cái cơ chế bệnh sinh cũng như là cả cái một số cái tổn thương bệnh học, bởi vì mình làm hình ảnh nó không phải chỉ có là mình xem cái hình ảnh và hình ảnh không có đâu, mà từ cái hình ảnh đó mình biết được nguyên lý tạo hình, mình sẽ suy ra được cái tổn thương bệnh học. Tôi sẽ lấy cái hình này đây. Đây cái hình này là hình rất quan trọng, đây là nó thể hiện một cái cơ chế bệnh sinh của viêm tụy cấp. Thì viêm tụy cấp thì nó là một cái tình trạng mà
tổn thương cái nhu mô tuyến tụy mà do bởi cái các chính bản thân của các cái men tụy nó hoạt hóa ngay tại bản thân nhu mô tuyến tụy và nó gây gây tổn thương viêm phù nề cũng như là hoại tử các cái nhu mô đó, và từ đó nó gây các cái xúc tiết này có thể là bên ngay bên trong cái khối nhu mô tụy, nhưng có thể là xúc tiết ra quanh tụy hoặc là nó đi nhiều cái vị trí khác xa trong cơ thể mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái men tụy là các bạn biết, men tụy là một cái men mà tiêu tiêu hóa thức ăn. Bình thường cái men tụy nó nằm ở trong cái nhu mô tụy thì ở trong trạng thái bất hoạt, nó không hoạt động, nhưng mà khi nó tiết vào qua cái nhu tơ lớn nhu tơ bé vào bên trong tá tràng, thì khi nó cái môi trường của trong tá tràng thì ruột nó sẽ kích hoạt cái men đó, và nó khi kích nó được kích hoạt thì nó sẽ tiêu tiêu hóa thức ăn, chủ yếu là tiêu hóa là protein với là protein với là lipid, và nó ngoài ra nó có cái men amylase nó tiêu hóa glucid nữa. Như vậy các bạn thấy là chứa đầy cả cái men tiêu hóa thức ăn, tức là men đó nó tiêu hủy mô, nên khi mà nó lang thang đi đâu thì nó tiêu hủy mô để nó. Do vậy nó đặc biệt trong một cái bệnh cảnh tùy, nếu mà xúc tiết dịch thì nó có thể lang bất kỳ vị trí nào, đương nhiên các cái vị trí mà là tương quan về phẫu cơ đại thay giới thiệu đó, tức là những cái là cả cái rễ mặt kép đã trăng ngang, rồi cái túi mặt nhỏ túi mặt lớn, rồi khoang cằm thẳng trước mặt thẳng, rồi các cái rễ của mặt teo đục non, nó là những cái vị trí mà nó hay tụ dịch ở đó, mình phải biết những cái vị trí ưu tiên đó. Nhưng mà nó có thể lan đang dễ dàng đi bất kỳ vị trí nào trong 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 ổ bụng mình, trong trong phúc mạc hay là, hoặc là cả sau phúc mạc, và thậm chí nó ăn thủng vào cả cái cơ quan luôn, tầng đặc cũng như tầng rộng, và đã có trường hợp nó đã đi qua cơ hoành, nó lên lên trên lồng ngực trung thấp luôn. Như vậy các bạn thấy là cái men này là cái men lan tăng rất là dữ dội, bởi vì nó là cái men tiêu 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 hóa mô, tiêu hủy mô, nên như là đi đâu nó phá hủy mô để nó. Thì do vậy nó có về cái mặt bệnh học á, thì nó có hai cái nhóm tổn thương chính. Nhóm tổn thương là tại cái nhu mô tuyến tụy là nó sẽ hoại tử và nó có những cái ổ tụ dịch này, có thể là dịch của các cái men tụy xúc tiết, nhưng có thể là các cái ổ hoại tử lâu ngày nó sẽ dịch hóa. Rồi những đó là tổn thương thứ nhất, tức là mang tính chất hoại tử cái nhu mô tụy. Tổn thương thứ hai đó là các cái xúc tiết dịch tụy, tức là cái xúc tiết dịch tụy là xúc tiết ra và nó tụ dịch các cái vị trí. À, đầu tiên ưu tiên các cái vị trí mà liên quan về phòng quanh tùy đó, và sau đó nó sẽ lan ra bất kỳ vị trí nào trong cơ thể. Như vậy đó là hai cái nhóm tổn thương chính của tùy, tức là hoại tử nhu mô tuyến tùy và xúc tiết dịch tùy. Và khảo sát hình ảnh mình cũng khảo sát hai cái tổ nhóm tổn thương chính đó. Bên cạnh đó thì nó có những cái biến chứng, ví dụ như là ăn thủng một cái mạch máu nào đó nó gây xuất huyết, hoặc là nó gây huyết khối của một cái tĩnh mạch nào đó, tĩnh mạch đặc biệt là tĩnh mạch cửa, nó rất là hay bị. Do vậy là khi mình khảo sát các cái tổn thương của cái cơ chế bệnh sinh sinh của tùy luôn, và mình khảo sát các cái biến chứng của nó, và đặc biệt là biến chứng xuất huyết hoặc là biến chứng về về mạch máu đó, xuất huyết hoặc là huyết khối đó, nó chưa kể các cái biến chứng khác, ví dụ như ăn thủng các cái cơ quan khác, và đặc biệt là ăn thủng ống tiêu hóa, nó gây thủng thậm chí là thủng thận trọng luôn. Như vậy là mình đó là cái nhóm biến chứng. Với cả em học về sau này em học về bệnh học tiêu hóa ngoài và bệnh học tiêu hóa nội, thì người ta này xem gọi là ba thể: thể phù nề, là thể xuất huyết và thể hoại tử. Nhưng mà về quan điểm của chẩn đoán ngắn á, cái thể xuất huyết có được xem như là biến chứng, còn cái phù nề tức là nó cái dạng xuất tiết á, còn hoại tử đó là cái nhu mô tùy hoại tử. Như vậy là nó có một số thay đổi về khái niệm. Thì đối với cái siêu âm thì như vậy là trong cái mang chơi xỉ rồi. Trong cái bệnh lý mà viêm tụy cấp thì
chẩn đoán mà trong vòng 24 giờ đầu á là chủ yếu là dựa vào lâm sàng với là các cái xét nghiệm amylase máu. Là bởi vì sao? Bởi vì trong vòng 24 giờ đầu thì phần lớn các cái bệnh bệnh lý mà viêm viêm tụy cấp á, là phần lớn các cái hình ảnh viêm tụy cấp nó chưa thể hiện đầy đủ. Thậm chí là nó là xem như là nó không không có hình ảnh bất thường luôn, tức là người ta gọi là âm tính giả đó. Nên vì là cái chỉ định chẩn đoán là trong vòng 24 thậm chí 48 giờ đầu là ít khi được đặt ra, và người ta thường trong vòng 24 giờ đầu đó là người ta chủ yếu là dựa vào cái lâm sàng và các cái xét nghiệm sinh sinh hóa máu, đó là xét nghiệm amylase máu và lipase máu. Như vậy là cái vai trò mà chẩn đoán sớm của viêm tụy cấp là vai trò của lâm sàng. Mà chơi chơi cho thầy chỉ cho tìm cái khóa đó thôi. À đây. Như vậy là các bạn thấy cái mục tiêu mà chẩn đoán của chẩn đoán nạn mà trong cái khảo sát viêm tụy cấp á, là trong vòng giai đoạn sớm thì trong vòng từ 48 đến 24 đến 48 giờ đầu á, tức là trong vòng 1 2 ngày đầu á, thì chủ yếu là dựa vào lâm sàng. Còn chẩn đoán nặng thì người ta thường chỉ định sau 48 giờ, thậm chí có người phải nói sau 72 giờ người ta mới chỉ định chẩn đoán nặng. À, như vậy là các bạn thấy là không phải khi nào đau cái nghi ngờ cái là đem đi đi chụp CT hoặc là siêu âm hoặc cộng tư liền đâu, mà phải có cái thời điểm cho nó phù hợp. Là bởi vì sao? Cái trong vòng giai đoạn sớm đó thì cái tỷ lệ âm tính giả rất là cao, tức là nó có viêm tụy cấp rồi nhưng mà siêu âm các lớp vi tính thậm chí là nó cũng vẫn là chưa thấy biểu hiện về hình ảnh viêm tụy cấp. Nếu mà cũng có chăng đi nữa thì ví dụ như nó cái tổn thương đó là nó chưa có cái mức, nó còn tiến triển mà thậm chí nó tiến triển rất là gọi là không khó lường. Viêm tụy cấp của nó đặc điểm một cái đặc điểm của viêm tụy cấp đó là cái tiến triển khó lường do cái cơ chế bình sinh của nó. Thì khi mà nó ví dụ mình sau 24 giờ hoặc trước 24 giờ mình chụp CT chẳng hạn, bởi vì CT mà hiện nay vẫn là phương tiện chủ đạo trong cái khảo sát viêm tụy cấp, mình chụp thì nhiều khi mình chưa thấy được hình ảnh viêm tụy cấp, chưa thấy ổ hoại tử, chưa thấy ổ tụ dịch, hoặc là mình có thấy đi nữa mình thấy ổ tụ dịch đó rồi mình thấy cái ổ hoại tử đó, nhưng mà trong vòng sau 24 giờ hoặc là 48 giờ nhiều khi là cái ổ đó nó tiến triển rất là nhanh, thậm chí khi tên một ổ hoại tử nhỏ thôi nhưng mà sau sau vài ba tiếng đồng hồ thôi nhiều khi là hoại tử toàn bộ nhu mô tuyến tùy lần, hoặc là nhiều khi nó một vài ổ tụ dịch nhỏ nhỏ vẫn tùy nhưng mà sau và sau 24 tiếng đồng hồ thì hoặc là thậm chí sau vài ba tiếng đồng hồ thôi đối với những thể tối cấp thì nhiều khi là nó hoại tử toàn bộ, nó tụ dịch rất là nhiều ổ trong trong ổ bụng. Do vậy người ta chẩn đoán dương tính trong vòng 24 48 giờ đầu chủ yếu dựa vào lâm sàng và các cái xét nghiệm sinh hóa. Còn khi mà chỉ định chụp về chẩn đoán nặng, đặc biệt là CT, bởi vì CT vẫn là chủ đạo, thì cái mục đích để mà chỉ định chụp CT đó là mình củng cố lại cái chẩn đoán dương tính, tức là mình củng cố lại là có không có viêm tụy cấp là trước đó người ta đã xác định rồi, mình củng cố lại thôi. Hoặc là mình chẩn đoán nguyên nhân, nguyên nhân ví dụ mình sẽ tìm nguyên nhân thì cái nguyên nhân nó rõ ràng lâm sàng không thể nào mà xác định được, ví dụ có một cái viêm sỏi kẹt ở nơi cái bóng vắt te hoặc là ống đường 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 ống mặc trụ chẳng hạn nó gây viêm tụy, thì đó là các nguyên nhân, thì nguyên nhân đó chỉ có là chẩn đoán nặng mới xác định được. Và đặc biệt là đánh giá cái mức độ trầm trọng, thì khi mình đánh giá mức độ trầm trọng như vậy á, thì thường nó những cái biểu hiện người ta đã nghiên cứu những cái biểu hiện mà viêm tụy cấp là thường nó sau sau 48 giờ nó mới là tương đối là ít thay đổi, bởi vì khi đó nếu mà nó đã hoại tử là hoại tử rồi, còn nếu mà nó đã chưa hoại tử thì khi mình trong cái quá trình trước đó mình đã điều trị rồi thì nó phần lớn là nó duy trì cái tổn thương đó,
có thể là nó nặng thêm, nhưng mà thường là sau 48 giờ là thường là cái tổn thương là nó ít thay đổi hơn, nên gì người ta chỉ định cái thời điểm đó là phù hợp nhất. Rồi mình theo dõi cái ví dụ như là sau đó nếu mà bệnh nhân tiến triển nặng thêm là mình phải tiếp theo dõi đôi khi nó hoại tử lan rộng chẳng hạn, hoặc là những ổ tụ huyết, hoặc là những cái biến chứng về xuất huyết, về huyết khối thì mình tiếp mình để theo dõi tiếp và thăm để mà áp dụng cái điều trị luôn. Ví dụ như là mình chẩn đoán nặng mà mình thường là điều trị khi nào mà đã viêm tụy cấp cái giai đoạn tương đối ổn định rồi, là khi đó về điều trị nội mình tương đối ổn định thì người ta mới can thiệp mà ví dụ để mà giải quyết các nguyên nhân, ví dụ viêm xoài nó kẹt ở ở cái bóng và cái ống mật trụ sau tùy hàng, người ta phải lấy cái viêm xoài đó ra để mà mình để mà điều trị luôn, điều trị nguyên nhân luôn. Như vậy là cái mục tiêu của chẩn đoán hình ảnh là như vậy. Thì trên siêu âm là nó chỉ là mặc dù nó nước ngoài thì hầu như người ta khi nghi ngờ viêm tụy cấp ở người lớn thì hầu như người ta chỉ định thẳng CT các lớp luôn, các lớp vi tính luôn, chứ ít khi người ta chỉ định siêu âm đầu tiên lắm, thậm chí người ta quên đi cái siêu âm luôn, bởi vì cái CT nó giải quyết được gần như là đầy đủ. Siêu âm mặc dù vậy thì siêu âm cũng có một cái số vai trò nhất định, đặc biệt là siêu âm nó rất là nhạy về các ổ tụ dịch. Hơn nữa phần lớn người Việt Nam mình là gầy nhỏ con, nên như là cái siêu âm nó dễ dàng tiếp cận hơn. Còn đối với tây mà cái người nó mập như thế đó mà cái siêu âm nhiều khi nó không 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 thấy cái tùy đâu cả luôn, nó cái sóng siêu âm mà đi qua cái thân bụng nó dài như vậy là nó hết năng lượng luôn, nó không đi tiếp được nữa. Nên như là đối với người nước ngoài người ta ít chỉ định siêu âm trong cả cái bệnh lý bụng góc lắm, mà người ta thường là phải là CT rồi sau đó mình siêu âm kiểm tra lại bổ sung thêm, kiểm tra bổ sung thêm thôi. Chứ ở bên đây thì phần lớn trường hợp là mình khi nào đau bụng mình đưa vào siêu âm thì nó là một cái cách làm việc của mình. Nhưng mà theo tôi là trong trường hợp mà viêm tụy cấp thì theo tôi đã lâm sàng mà đã chẩn đoán rồi thì nên ưu tiên là chụp CT luôn, bởi vì CT nó sẽ trả lời đầy đủ cho các cái vấn đề mà lâm sàng đặt ra, con sớm là bị hạn chế nhiều. Thì thầy sẽ giới thiệu em đây là những cái ổ tụ dịch quanh tủy, nó cái sớm nó có cái lợi thế là các ổ tụ dịch này mà nếu mà cái sóng sớm tiếp cận được thì nó có thể là phát hiện những cái ổ tụ dịch rất là kín đáo. Tuy nhiên những cái ổ dịch này thường đến CT nó cũng thấy, nó cũng thấy ở đây. Vậy các bạn thấy là ổ tụ dịch các cái liêm mỏng đây này, nó dịch đây, đây là ống tùy này, còn đây đây là cái tĩnh mạch lấp này, đây splenic vein này, tĩnh mạch lấp. Nhưng mà trên này á, tĩnh mạch lấp thường là áp sát sau bờ sau của tùy luôn, nhưng mà nó có bị tắt bởi một cái liêm dịch rất là mỏng ở đây, thì đây là một cái tụ dịch do xuất huyết đây, xuất huyết tùy ở đây. Vậy những cái viên hồi âm rất là mỏng, nhưng như vậy thì các bạn phải nắm được cái giải phẫu thật rõ về mặt hình ảnh siêu âm thì các bạn mới nhận ra được. Tuy nhiên đó là nó đánh giá về tụ dịch thì siêu âm nó tương đối là phát huy hiệu quả, nhưng mà để mà đánh giá cái hoại tử nhu mô tùy có hay không hoặc là mức độ hoại tử bao nhiêu thì siêu âm nó bị hạn chế nhiều, là bởi vì cái siêu âm nó đánh giá nó về cái độ phản ứng thôi, chứ nó không đánh giá được cái rõ cái túi máu mà làm đứt lìa, không phải khi nào nó dễ dàng đâu cả bạn. Đây ở cái vùng sau tùy nó rất là khó khảo sát, mà cái vùng nào mà không túi máu nó xem như cái vùng đó là hoại tử nhu mô tùy. Nên khi là đánh giá mà để hoại tử nhu mô tùy tùy thì phải dựa vào các lớp vi tính, đặc biệt là phải có tiêm thuốc cản quang, tức là mình phải cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang thì khi đó mình đánh giá được hoại tử, bởi vì cái thuốc cản quang mình đánh giá được cái tình trạng tưới máu của nhu mô, máu đến đâu thì thuốc cản quang nó sẽ đi theo đó, mà chỗ nào mà không nằm thuốc cản quang thì là chỗ đó là hoại tử, đó là cái lợi thế của CT. Còn siêu âm nó không đánh giá tốt được cái hoại tử, nó đánh giá tốt tụ dịch nhưng mà không còn đánh giá tốt cái mức độ hoại tử. Ở đây là đánh giá về tụ dịch. Thì ví dụ ở đây các bạn thấy là có những cái đây, ví dụ ở đây các bạn thấy là trên cái hình này mình thấy cái tùy có vài bất thường đấy, cái nhu mô tùy lớn nhưng mà cái hồi âm nhu mô tùy nó chỉ có hơi hơi không đông nhất thôi, nó có vẻ là chỗ tăng hồi âm nhẹ nhẹ kín đáo, chỗ giảm hồi âm kín đáo. Nhưng mà cái của bệnh nhân này mà chuyển qua các lớp vi tính các bạn thấy là cái nhu mô tùy
phần lớn hầu hết nhóm mô tuy nó không ngậm thuốc đây, cái vùng mà cái mũi tiến chỉ đây như vậy, cái vùng này là gần như bị hoại tử gần hết cái nhóm mô tuy rồi, trong khi tiến sớm không thể đánh giá được. Như vậy về đánh giá hoại tử nhóm mô tuy là không dựa đến sớm mà phải dựa đến các lớp huyết thanh, đó là một cái điều mà em phải nhớ. Không bao giờ đánh giá mức độ hoại tử dựa trên sớm mà phải dựa trên các lớp huyết thanh có tiêm thuốc cảm quan tĩnh mạch để đánh giá từ cái vùng không tụy máu. Ở đây như vậy một cái hình ảnh xem là bị có hoại tử đây, cái ổ tăng tăng hồi âm giảm hồi âm rất là rõ nhưng mà không biết hoại tử bao nhiêu, trong khi là qua chụp các lớp huyết thanh là các cái vùng tăng hồi âm này cũng bị hoại tử luôn, tăng và giảm hồi âm gì đều cũng bị hoại tử tự như nhau cả. Như vậy các bạn thấy là cái các lớp huyết thanh chưa nhờ vào cái tính chất ngấm thuốc của thuốc cảm quang để mà đánh giá mức độ hoại tử là rất là cực kỳ chính xác. Rồi chứ nói qua các lớp huyết thanh thì các bạn sẽ thấy là các lớp huyết thanh rất lợi thế, là bởi vì sao? Bởi vì nó bệnh nhân mà càng mập á, thì nó càng lợi thế, là bởi vì khi bệnh nhân mập thì nó các cái mô mỡ của phúc mạc này nó sẽ tách các cái cơ quan, và mô mỡ của phúc mạc đó là một cái vùng mà giảm tỷ trọng mỡ, là nó nhẹ tỷ trọng nó nhẹ hơn so với là các cái mô. Thì các bạn ý khi mà nấu ăn là cái mỡ bao giờ nó nổi trên nước, như vậy là mỡ nhẹ hơn nước và nhẹ hơn cả cái phúc mô, nên gì và nó tương đối đông nhất. Thì khi ví dụ các bạn đây thấy là cái mô mỡ dưới da, các bạn cũng tỏ có thấy không, đây là cái mô mỡ dưới da, có thấy cái cũng tỏ đấy không? Thì cái mô mỡ dưới da các bạn thấy nó rất là đông nhất. Mô mỡ trong phúc mạc bình thường nó rất đông nhất, rồi cả cái bơ của cả cái tàng nó rất là sắc nét với là cái mô mỡ phúc mạc xung quanh. Ở cái vùng này các bạn thấy không, mình mới chụp đi qua một cái phần nhỏ của đuôi tùy thôi, nhưng mà mình thấy đấy cái mô mỡ ở đây nó bắt đầu không đông nhất rồi, bơ cả cái cấu trúc ở đây nó bắt đầu là không có rõ nét rồi, không có sắc nét. Thì như vậy mình biết là ở đây có một cái tổn thương nó thâm nhiễm làm cho cái tổ chức mỡ này nó không có đông nhất nữa, thì người ta gọi là, và cái khái niệm này đối với chẩn đoán này cực kỳ quan trọng, đó là khái niệm thâm nhiễm mỡ. Tức là khi mình thấy cái mô mỡ xung quanh một cái cấu trúc một cái cơ quan nào đó mà nó không có đông nhất và nó xen kẽ cả cái độ có tỷ trọng mỡ với cả cái tỷ trọng mà tăng tỷ trọng hơn như thế này, thì người ta gọi là thâm nhiễm mỡ. Tức là nó thâm nhiễm có nghĩa là cái mô lành mô bệnh nó xen kẽ nhau. Thì mình sẽ biết ở đây có cái bệnh lý gì ở đây rồi, mình chưa biết là bệnh lý này thuộc tùy hay thuộc cả cái tàng xung quanh, bởi vì cả cái tàng xung quanh nó bị mờ luôn. Nếu như vậy có lắm sang nên mình nó sẽ rõ ràng hơn, đặc biệt là khi có amylase và lipase máu. Thì mình kia lạc kế tiếp theo các bạn thấy rõ ràng là bơ tùy, cái lạc cái tùy đấy nó cũng không còn sắc nét được, và đây có cả cái tù dịch. Tù dịch đấy các bạn thấy đây là cái mạc thằng ở đây, và cái là tù dịch nó nằm ở cái rãnh này, là thuộc cái rãnh của cái mật dính của đá đứng xuống này. Thậm chí nó bắt đầu thâm nhiễm qua cái khoáng quanh thận chuột rồi, tức là ra thì sao mặt thận rồi. Như vậy rồi ở đây một cái là cắt đấy qua cái đuôi tùy các bạn thấy tướng xin lỗi, đây là đầu tùy, đây là đuôi tùy, đã thân tùy ở đây, một phần đuôi ở đây, và đây là đầu tùy, thì các bạn cũng thấy là nó thâm nhiễm xung quanh năm các cái bơ của đầu tùy nó không còn sắc nét nữa. Thì kết hợp với lâm sàng đây mình đánh giá là một cái viêm tùy cốc về mặt hình ảnh với cái xúc tiết dịch tùy các cổ như thế này. Tuy nhiên cái nhu mô tùy nó còn vẫn nằm thuộc tương đối đồng đều, nên chỉ là chưa có hình là hoại tử của nhu mô tùy ở đây. Ở đây các bạn học tiếp luôn ấy, học tiếp với chỗ này có cái thời gian đi bằng nó. Các bạn học tiếp luôn rồi mình sẽ nghỉ lăng luôn. Như vậy các bạn sẽ thấy đây trường hợp đây cũng vậy, nhưng mà trường hợp này là các bạn thấy nó chủ yếu là viêm ở cái vùng đầu tùy ở đấy thôi, còn cái phần đuôi và thân tùy đấy nó ít bị hơn, mình có nhưng mà ít bị hơn, bởi vì có cái dạng đấy gọi là viêm tùy mà thể khu trú, không phải toàn bộ nhóm tùy đều bị đâu, mà thường có một thể một vùng khu trú nào đó có tùy là bị thôi. Viêm tùy cấp cũng vậy, viêm tùy màng cũng vậy. Ở đến này, đến cái phim này các bạn thấy là cái ổ bụng dịch lan rộng rất là nhiều. Các bạn thấy cái đây là cái thằng này, đây là cái
cái khoáng quấn thân này. Đây cái khoáng quấn thân mà cái đấy chính là cái mạc thân đấy. Mạc thân nó ngăn cản các cái dịch mén tủy ở cái khoáng mà trước mạc thân đấy, nó ngăn cho làm như sao. Tuy nhiên cũng có một cái số phân nó bắt đầu cũng thâm nhập qua đây, và đây là cái xúc tiết của dịch tủy nó tù ở cái khoáng căng thẳng trước mặt thẳng và kể cả cái phía sau của đai lưng xuống đây. Bên cạnh đó các bạn thấy vùng tù dịch quấn đây, nhưng mà có đặc biệt các bạn thấy cái vùng đây là vùng cầu, vùng của tùy đây, cầu thúc mà không có, chỉ có một cái rất nhỏ một vài xí đấy thôi, là một vài ít nhu mô đấy thôi, nó ngắm thuộc còn là toàn bộ không ngắm thuộc. Như vậy trong trường hợp này ngoài cả cầu xuất tiết thì nhu mô tùy nó hoại tử gần như là hết toàn bộ nhu mô tùy, và thành những trường hợp như thế thương rất nặng. Ở đây người ta làm đặt cái sống dễ dài quyến nhắc, tức là khi mà lắm sàng mà cộng với cái xét nghiệm mà đã chẳng có biến viêm về gốc rồi á, thì khi lúc đó việc đầu tiên là cả bạn biết luôn nhớ theo sau đi trực mà áp dụng là đặt cái sống dễ dài. Bao giờ vậy, đặt sống dài nó có những nhiều đặc trưng đặc biệt á, nó đặc trưng hút tất cả các cái chất trong dễ dài và tả tràng ra, và để mà đỡ kích thích kỹ tiếp tục kỹ tiếp tùy. Đây cũng về một số cái hình ảnh các bạn thấy tù dịch nó lan đồng ở đây. Tù dịch đây là cái khoáng cầm thẳng được mặt thẳng, nhưng mà tùy ở đây con trên vai là các bạn con bình thường, và cái sự lan rộng của dịch tùy này nó không bao giờ nó tương ứng với là cái mức độ hoại tử được, nó không tương ứng. Ở đây là những cái lắng nhân rồng tùy mà nó gây thâm nhiệm cái mạc nội lớn, người ta gọi là cái bệnh mạc nội, và cả cái túi mạc nội lớn nó cũng chứa đầy dịch. Chứa đầy dịch đôi khi tạo thành một cái hốc do cái mạc nội mạc kéo chứ xin lỗi cả mạc kéo nó tù thâm cả cái ổ như thế này, mà đừng nhầm hẳn là cái nang. Đây là cái vùng ổ tù dịch của liên quan đến dịch của mặt kéo đánh ngang và để mặt kéo đặt lên xuống ở đây, đôi khi là tù dịch rất là nặng. Ở đây các bạn thấy tù dịch thì không có nhiều lắm, nhưng mà lệ hoại tử như vậy nó có một sự không tương quan giữa cái mức độ hoại tử cũng như là mức độ tù dịch. Ở đây về có nhiều ổ loại tử vùng không còn thuộc cái chính là hoại tử. Và qua đó người ta sẽ phân thành các cái nhóm, và người ta cho điểm đó là người ta gọi là cái thang điểm để đánh giá cái mức độ nặng của viêm tụy cấp. Thì thầy sẽ giới thiệu cả bạn cả đây là cái chính đây, để sau này cả bạn khi nào mà đánh giá một cái mức độ nặng thì các bạn hiểu vì sao lại có những cái mức độ như vậy. Thì cái bạn mà cái bảng mà hiện nay mà được mà công nhận là đánh giá cái mức độ nặng các lớp của viêm tụy cấp là cái bảng người ta gọi là chỉ số trầm trọng trên các lớp vi tính, tức là gọi là CTSI đấy. Cả bạn lấy trên mạng mà gọi hai chữ CT vì chữ gạch ngang cái là chữ SI, hoặc là việc tiệm được CT rồi SI. CT là mã các lớp vi tính, nên là con S tức là severity tức là cái độ trầm trọng trong á, I tức là index tức là cái chỉ số, tức là chỉ số mà hiện nay là dựa đến các cái hình ảnh của các loại vi tính là được xem như là có giá trị cao nhất trong cái đánh giá mức độ trầm trọng, cũng như là trong cái vấn đề tiên lượng và những cái thái độ điều trị đều phải dựa vào chỉ số này cả. Bởi vì sao nó là xem như nó khảo sát tốt cái tổn thương bệnh học luôn, thì cái chỉ số đó nó có hai cái bảng. Cái bảng thứ nhất mà để thầy giới thiệu về lịch sử luôn, thì hiện nay người ta hợp hai cái bảng này lại là thành một cái bảng, nhưng mà thầy vì thầy rất là tôn trọng cái tác giả này, CTSI là dựa vào cái bảng của tác giả Bantaja này, và cả bảng nghĩa khen 1985 người ta đã đưa ra cái bảng thứ nhất rồi. Mà trong cái bảng thứ nhất cả bạn thấy không có cái xuất hiện cái từ hoại tử ở đây, không có xuất hiện nào hoại tử. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thời điểm mà tác giả Bantaja này mà đưa ra là 1985, thời điểm đó là máy CT đã có rồi, người ta dựa vào CT người ta mới đưa ra cái bản này. Nhưng mà cái lúc đó CT nó mới bắt đầu khảo sát về ổ bụng thôi. Cái máy CT đầu tiên ra đời là 1972,
Thì thời gian đầu là người ta chủ yếu các cái tạng mà không có chuyển động nhỉ, đặc biệt là não, ứng dụng đầu tiên người ta ứng dụng vào não, bởi vì não là CT rất tốt mà cái não nó không cử động nữa, rồi sau đó cái là cái phổi chẳng hạn, còn bụng là vì do cả cái nhu động ruột rồi cả cái nhịp thở, nên chỉ là hồi đó cái máy nó không phải giống như giờ đâu, cái máy chụp rất là lâu một cái chuỗi sung, à, xin lỗi một một cái lá cắt, và thời kỳ đó là chưa có cái thuốc cản quang tĩnh mạch, nên chỉ là người ta chỉ dựa vào cả cái thay đổi về tỷ trọng của cái mô tùy trên hình ảnh các lớp, người ta đưa ra các cái thang điểm như thế này, từ cho từ không cho đến 4 điểm. Điểm không có nghĩa là điểm chưa có một cái biểu hiện gì cả, mà mặc dù đã viêm tụy cấp rồi, có nghĩa là khi mình thấy trên các lớp vi tính mà viêm tụy chưa thay đổi thì đừng có vội vội kết luận đó là tụy bình thường, mà nhiều khi là tụy đã viêm rồi nhưng mà chưa biểu hiện đầy đủ trên cái các lớp vi tính. Rồi những cái điểm mà tiếp theo đó là những cái điểm mà nó thay đổi về cái hình thái của tụy thôi, tụy lớn nhỏ, lớn toàn phần hay lớn một phần, hay là cái tỷ trọng đồng nhất hay không đồng nhất, rồi cái tỷ trọng quanh mờ như thế nào, có thâm điểm hay không, rồi xúc tiến dịch tủy quanh tủy hay là đi nhiều nhiều ổ các nơi. Như vậy là mình cả bạn thấy là người ta đánh giá giá cái tổn thương tủy rồi xúc tiết và cái thay đổi của hình thái của tủy, chứ trong trường hợp này thì người ta chưa đưa ra cái đánh giá mức độ hoại tử, bởi vì chưa dùng thuốc cản quang. Thì cùng tác giả này 5 năm sau thì đến năm 1990, lúc đó cho nên phân các em là nhiều người thời các em đang sinh ra cũng là năm mới đấy thôi, nên như là thời trước khi các em sinh ra đã cũng cả chục năm rồi, mà người ta đã đưa ra một cái bản hoàn hảo rồi các bạn ạ, chứng tỏ là người ta tiến bộ rất là nhiều. Không ngậm thuốc cản quang, khi người ta thời điểm này là người ta bắt đầu tiêm thuốc cản quang, thì ông tác giả này ông mới là ứng dụng vào cái tính chất ngậm thuốc cản quang để mà đánh giá. Thì ông này ông nghiên cứu, ông thấy cái vùng nào mà không ngậm thuốc chính là vùng đó sau này chắc chắn nó sẽ hoại tử, thì khi đó ông mới đưa vào cái bao nhiêu cái phân hoại tử ông đưa vào, ví dụ dưới 30% nhu mô tuyến tụy mà bị hoại tử là 2 điểm, từ 30 đến 50 là 4 điểm, đến 50 là 6 điểm. Thì đây là kết hợp cả hai cái bảng này lại, cái bằng một bằng hai này lại, thì nó sẽ cho ra thang điểm trên CPSI, hoặc là này, thì thang điểm này hiện nay được xem như là đánh giá mức độ nặng chính xác nhất, là được có giá trị ứng dụng cao nhất. Trước đây thì khi chưa có cái thang điểm đó thì người ta sử dụng các cái yếu tố lâm sàng để mình phân loại các cái mức độ nặng của viêm tụy cấp, là có những cái tác giả ấy, chủ yếu là các tác giả lâm sàng thôi. Rồi sau đó mình đi đánh giá về 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 nguyên nhân là nhiều nguyên nhân tại tùy có hoặc là ngoài tùy có, và hay gặp nhất cái nguyên nhân là liên quan đến bệnh lý đường mật, đặc biệt là trong các cái bệnh lý viêm sỏi hoặc là viêm đường mật túi mật chẳng hạn, thì nó rất là liên quan, tùy và mật nó liên quan với nhau nhiều lắm. Bệnh lý tùy nó có thể là gây ra một cái dạng tiền hẹp, cái dạng đường mật hoặc là xâm lấn vào đường mật, còn cả cái bệnh lý về mật cũng vậy, nó cũng ảnh hưởng đến tùy. Rồi có một cái khái niệm đó đó là chấn thương tùy, thì cả em biết là tùy á, là thì khi mà có một cái lực tác động nào đó về chấn thương thì nó sẽ có thể gây tổn thương một cái nhóm nhu mô tùy, có thể rách hoặc là có thể là một cái ổ đầm đụng dập, thì đó là cái ổ đó là do cái chấn thương trực tiếp, sau đó thì từ cái ổ đụng dập mà do chấn thương trực tiếp đó thì nó sẽ giải phóng các cái men tùy, và các cái men tùy nó lại tiếp tục đi phá hủy các cái nhu mô tùy khác và tiếp tục giải phóng các cái men tùy nữa, như vậy nó lan tràn và là rất là nhanh và rất khó lường. Do vậy chấn thương tùy thì được xem như là một cái viêm tùy cấp do chấn thương, bởi vì quá trình cái chấn thương là một cái lực tác động gây đụng dập hoặc là một cái rách nhu mô tùy, thì những cái quá trình tiếp theo cơ chế bệnh sinh tiếp theo là giống như một cái viêm tùy cấp do hoặc có men tùy tại bản thân nhu mô tuyến tùy. Do vậy viêm chấn thương tùy là được xem như là cái viêm tùy cấp do nguyên nhân do chấn thương, và tất cả các cái quy trình chẩn đoán hình ảnh cũng như là trong điều trị đều giống như là một cái viêm tùy cấp do chấn thương. Như vậy cả em sẽ biết là đối với khi mà chấn thương tùy là tuổi thứ hai là chẩn đoán là có viêm tụy cấp hay không có viêm tụy cấp kèm theo.
Ở đây ví dụ những cái chẩn đoán nguyên nhân do sỏi, đây có cái sỏi mực trụ đây, đây cái tùy ở đây đoạn mực trụ, nó có cái đoạn sáu tùy, và thậm chí nó nằm lẫn lẫn trong cái nhu mô tiền tùy lần. Rồi sỏi túi mật cũng có thể gây viêm tùy, là sỏi túi mật nó không gây tắc nghẽn nhưng mà nó gây những cái phản xạ có thắt cơ bóng đi, hoặc là những nhiễm trùng mà ban đầu thì nó xuôi dòng nhưng mà sau đó thì tùy nó để cao ngược vào trong, nói chung là cao ngược trong cả ống tùy, nó gây viêm tùy cấp. Ví dụ ở đây một trường hợp là sau viêm, sau một cái chấn thương tùy, các bạn thấy là tùy nó ép vào mà phía sau tùy chính là cả cái mặt tréo đằng trên cũng rất là cứng chắc này, giống như xoay thân này, động mạch chủ bùng vầy và cột sống như vậy, nhưng cái và vật thể này nó có thể là gì gây dựng gì ra cái tiêu hóa nhu mô tùy. Ở đây là người ta can thiệp và đường nhận mạch và gây một cái hoại tử xuất huyết thứ phát sau một cái can thiệp đường mạch, đấy cái ống nó ống đấy, ống xoáy bên trong cái lòng mạch 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 chủ đây, mình sẽ phát hiện được. Rồi bên cạnh đó có những cái nguồn gốc mà gió dị dạng, ví dụ tùy dẫn vong hoặc là cả cái bất thường mà đổ của cả cái ống tùy vậy, thì cả những cái đó nó có là những cái yếu tố làm dễ cho cái viêm tụy cấp đối với trẻ con mà ít khi nó gây viêm tụy cấp đâu, nhưng mà nếu đối với trẻ con mà có hình ảnh là có triệu chứng cũng như lý viêm tụy cấp là mình bắt buộc mình phải xem nguồn gốc dị dạng nó, bởi vì là thường trẻ con mà nó có dị dạng thì nó có thể là gây viêm tụy, còn những trẻ khác thì hiếm lắm. Và đây là một cái hình ảnh mà của tụy cộng hưởng từ, các em sẽ thấy là cái có những cái chuỗi sung giống cái bài trước mà tổng quan với chẳng hạn các là trong 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 các cái giải phẫu và các loại tính CT cộng từ trong cái khảo sát các cái giải phẫu các lớp đó, thì các bạn thấy đây là một cái đường chụp dẫn mạch tụy, đây là ống đường đường mạch trong gan, đây đường mạch ngoài gan, đây là cái ống ống tùy chính, đây là túi mật, đây là cổ cổ và eo túi mật đây. Thì đây là cái chuỗi sung mà rất là đặc trưng cho cộng từ, chỉ có cộng từ nó có bốc tạo ăn được cả cái hình ảnh mà cả cái cấu trúc ống có lưu lưu thông dịch mà không bất không dùng bất kỳ cái thuộc là tướng phản tư nào cả, không dùng cái thuộc là đối quang, mà nó có những chuỗi sung nhân riêng mà tạo như thế này rất là kỳ diệu. Biến chứng thì có nhiều, thứ nhất là bồi nhiễm nắng giả tùy, áp xe tùy do ống tiêu hóa, các loại cơ quan mà còn kể cả bị, đặc biệt tôi sẽ nhấn mạnh cái điều kiện về mạch máu và xuất huyết. Nám dạ tùy là không có tồn tại trong viêm tụy cấp mà nó chỉ là trong viêm tụy màng thôi, nên như đã bạn biết, bởi vì khi mà những cái ổ xuất huyết dịch tụy đó mà muốn hình thành cái nám dạ tùy, nó phải đòi hỏi nhiều cái thời gian quá trình sớ sẹo, khi nào mình thường thường một ổ tụ dịch như vậy là cơ thể mình nó phản ứng lại là cả cái mạch nối mạch kéo cả cái ruột được bạn quấn hết, rồi quấn cái ổ dịch đó nó sẽ sinh ra cả cái mô sơ, nó không cho cái dịch đó thoát ra ngoài, hoặc là nó bảo vệ cả cái mạch máu nó bị tổn thương. Thì một lý do nào đó mà cái mạch máu nó bị cái nám giả tùy nó ăn thủng vào, thì nó có thể là gây một đây một cái nám giả tùy có một cái mạch máu ăn thủng vào, thì nhiều khi nó sẽ đây đây và nó tạo thành một cái người ta gọi là giả phình mạch. Thì trường hợp này người ta có chỉ định là dùng DSA chụp mạch máu và người ta can thiệp luôn, người ta bịt cái chỗ xuất huyết ở đây, và khi sau cái bịt thì cái chỗ này nó không còn nữa, nên đây là một thủ thuật thành công. Rồi bên cạnh đó những cái biến chứng về huyết khối cộng hưởng từ là các bạn thấy là càng ngày càng ứng dụng được rất là nhiều trong kể cả trong viêm tụy cấp. Thì hiện nay đối với những nhiều trường hợp mà nhất là những trường hợp mà trong vòng 24 giờ đầu mà tụy cấp là người ta có thể chỉ định chụp CT hoặc chụp cộng tư, bởi vì khi thể tụy cấp là người ta phải biết qua thử là mức độ hoại tử có như thế nào trong vòng được không, bốn giờ mà đã hoại tử gần như lắng đồng rồi, bởi vì cái tiến triển của nó khó lường lắm. Bên cạnh đó thì cái nhưng mà những kỹ thuật mà về cộng tư thường nó thực hiện rất là khó khăn, CT chụp nó ngắn và đơn giản hơn nhiều. Cộng tư mà để chụp có cái hình ảnh đẹp đó là phải có cái sự chuẩn bị, đặc biệt là cả cái nhu động của các khối ruột nó ảnh hưởng vô cùng trong cái hình ảnh của cộng tư, nên chi là
là mặc dù nó ưu việt như vậy, nhưng mà để chuẩn bị mà có một cái hình ảnh ưu việt đó là mình phải chuẩn bị mình rất là kỹ, rồi kỹ thuật mình phải làm đảm bảo, mà thậm chí ngay khi mình làm kỹ đảm bảo như vậy nhưng mà bệnh nhân nó hắt hơi hoặc là nó tiếng đồng cái bụng gì đó thì thở gì đó là xem như là công mình là mắc tôi là nó tạo ảnh nó sẽ bị nhiều ngay, đặc biệt là công thức rất là nhạy đối với cả cái cấu trúc tiếng đồng. Vì ở đây một số cái hình ảnh viêm tụy cấp nó trong cộng tôi các bạn thấy là cái liêm mà trắng này là liêm của dịch đấy, các bạn thấy đây dịch nào tùy con cuộc sống mà trắng ở đây thì một cái viêm dịch trắng đây giống như trên trên sông này mình thấy vậy, đây một từ tù dịch đây như vậy, cái liêm mỏng như thế cái cộng tôi nó có thể nhài phân biệt được rồi, cộng tôi rất là nhài. Như vậy thì đối với chỉ chẩn đoán các lẫn vi tính, đặc biệt trong các lẫn vi tính viêm tụy cấp thì các lẫn vi tính được xem như là vai trò chủ đạo. Cộng hưởng từ thì càng ngày người ta ứng dụng càng nhiều, nhưng mà trong cấp cứu thì thông thường là trên vi tính nó là vẫn là ưu thế, và đặc biệt trong viêm tụy cấp thì vi tính nó vẫn là ưu thế và có, nhưng mà không được chỉ định sớm trong từ những trường hợp viêm tụy cấp hoặc là những trường hợp lâm sàng không rõ ràng thì người ta mới chỉ định các lẫn vi tính cấp trước 04 hoặc trước 48 giờ so trong bệnh cảnh viêm tụy cấp. Còn nếu không thì chẩn đoán sớm trước 24 hoặc 48 giờ đó là nhường lại cho bên lâm sàng và trên các cái xét nghiệm sinh hóa. Còn các lẫn vi tính thường được thực hiện sau 48 giờ chứ không phải là được thực hiện sớm đâu. À, thì như vậy là các lẫn vi tính phân lớn trường hợp nó giải quyết được tất cả các cái vấn đề, rất ít khi mà cần đến cái cộng hưởng từ. Nên khi là mặc dù cộng hưởng từ nó rất ưu việt nhưng mà ít khi được cần đến. Như vậy là thầy sẽ tạm chấm dứt cái bài ở đây. Thì hôm nay các em đã học nhiều rồi nên như là chưa nghỉ được chưa, hay là mà các em cứ học tiếp, các em mới học tiếp hay là nghỉ chưa đấy? Các em nghe có rõ không? Rồi có một em mà đã có hỏi thay mặt cả nghe có rõ không? Rõ ấy. À, thấm nhiễm mỡ là có phải viêm không? Đúng, thấm nhiễm mỡ là viêm, nhưng mà cái viêm này thường thường là những cái viêm 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 cấp, tức là khi mà nó có gọi là như hồi nãy nói thấm nhiễm mỡ có nghĩa là nó có cái biểu hiện một cái tổn thương tiến triển. Tiến triển đấy có nghĩa là nó chưa ổn định, tức là cái mô bệnh học đó nó vẫn còn đang lan ra. Khi nó lan ra nó sẽ xen kẽ giữa cái mô lành và mô bệnh, thì cái mô bệnh học mà lan ra đó thì thường là cả cái mô viêm cấp tiến triển hoặc là những cái mô u đó thường là ung thư. Còn cả cái u lành á thường là nó tháng này qua tháng nọ, năm nay qua năm nọ, nó năm yên, nó không có tiến triển. Như vậy cái thâm nhiễm mỡ này là có, nó phản ánh cho mình một cái tổn thương đang tiến triển mà nó xen kẽ giữa cái mô lành và mô mỡ của quanh cái tổ chức đó. Và đặc biệt trong 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 cơ quan mình, nhất là trong bụng á, là cái quanh cái cơ quan nào có cái thành phần mỡ đó, mỡ bao bọc cả, nên ít nhiều nó có, nhất là những người mọc thì càng mô mỡ nó càng nhiều. Và chính những người mọc thì trên các lợi vi tính trên cộng hưởng từ nó cho mình rõ hơn, là bởi vì nó tạo sự tương phản giữa các cơ quan. Ngược lại bên cộng bên những người mà mọc thì lệ siêu âm nó bị hạn chế, bởi vì cái mô mỡ nó hấp thụ sóng âm rất là nhiều nên nó bị cản trở. Do vậy là cả bạn sẽ thấy là cái khái niệm cái thâm nhiễm mỡ là trên siêu âm cũng đánh giá được, nhưng mà nó không bằng CT và cộng từ, nhất là trên cộng từ rõ ràng nó rất là đặc hiệu, bởi vì mô mỡ là có cái tỷ trọng rất là đặc biệt. Mô mỡ là nó thấp hơn nước, thấp hơn cả cái mô đặc và nó cao hơn khí, nói chung là tỷ trọng âm. Trong thang độ Hertzfield là âm thì nó vẫn cao hơn khí, nhưng mà dưới nước. Như vậy là cái rất là dễ nhận ra đó là cái mô mỡ. Như vậy thâm nhiễm mỡ có nghĩa là phản ánh một cái tổn thương tiến triển của một cái bộ phận quanh cái mô mỡ đó, lân cận mô mỡ đó, và tổn thương đó thường là những tổn thương tiến triển, đó là tiến triển viêm hoặc là tiến triển ung thư đó. Như vậy là nó phản ánh mình, rồi sau đó mình sẽ phải xem thử là tổn thương viêm hay là ung thư đó. Như vậy đó là một cái cách mà các bạn thấy là mình ứng dụng các cái khái niệm về chẩn đoán nằm để mà trong cái khảo sát bệnh lý. Trong đó cái thâm nhiễm mỡ là một trong cái khái niệm cực kỳ quan trọng trong cái ngành chẩn đoán nằm mình. Thì khi nào mô tả chẩn đoán nằm mà các em công cái phiếu lên mà có nói là cả thâm nhiễm mỡ xung quanh đó thì các em phải đề phòng đó là cái tổn thương tiến triển viêm hoặc là ung thư. Như vậy là
để trả lời câu hỏi đó. Rồi còn một em thôi, nếu kỹ thuật tốt nhất để chẩn đoán viêm tụy cấp thì mình trả lời là em rai. À, thì câu này cũng là một cái câu hay, tức là cái thật ra nếu mà câu hỏi này mà nếu rõ, cái em biết được nếu rõ thì mình không phải phải là nói là tốt nhất, nhưng mà mình phải nói là chủ đạo ấy, kỹ chủ đạo. Thì đối với viêm tụy cấp thì các em nên trả lời, các em nên trả lời, nên trả lời đó là chủ đạo ấy, nếu mà tốt nhất thì em ra cũng đúng chứ không phải là không. CT cũng đúng nhưng mà cái từ chủ đạo thì nó hay hơn, bởi vì chủ đạo là nó sử dụng rất là nhiều, chứ viêm tụy cấp nào cũng là đều chụp phải chụp các loại vi tính cả, bởi vì phải dựa vào cái bảng phân độ CT SI đó. CT SI là MRI SI cũng có, nhưng mà như thầy đã nói, MRI mặc dù nó rất là nhạy, rất là đặc hiệu, nhưng mà cái kỹ thuật đó thường là CT nó đã áp dụng rồi. Nếu mà người ra câu hỏi như thế này thì đúng ra là nó cũng không rõ nghĩa, mình dùng từ chủ đạo nhất. Còn vì mình ví dụ mình kỹ thuật nào mà gọi là đánh nhạy nhất hoặc là ưu việt nhất thì mình chỉ là trả lời MRI, nhưng mà chủ đạo bằng là CT đó, em nên nhớ là như vậy. Nhưng mà MRI như thầy đã nói, nó thực hiện thì mặc dù nó rất nhạy, rất là đặc hiệu, nhưng mà nó lấy kỹ thuật thứ nhất là ít phổ biến, cái thứ hai nữa là nó cái giá thành cao, cái thứ ba là thực hiện kỹ thuật rất là phức tạp. Thì thực hiện kỹ thuật mà chụp MRI mà để mà có được cái hình ảnh đẹp là nó khó khăn hơn so với CT rất là nhiều. Thậm chí nhiều khi là chụp ra nó bị nhiều hình ảnh do cái chuyện đồng ruột là mình không đọc gì được cả. Nên gì là cái câu hỏi này nó, nếu mà thầy ra thầy không dùng cái từ tốt nhất đâu, không dùng từ tốt nhất, bởi vì cái tốt nhất mình có thể hiểu theo cái nghĩa là phổ biến hay là chủ đạo. Cái từ chủ đạo thì đúng không? Nếu ra mà câu hỏi chủ đạo thì cả em là chụp CT, bởi vì CT hiện nay là gần như là các nghi ngờ trong lâm sàng, nghi ngờ viêm tụy cấp nào cũng đều phải chụp CT cả, bởi vì phải đánh giá cái đồ đặc đồ mức độ hoại tử đó. Còn cộng hưởng từ trong trường hợp nào mà khi nào mà cần phải bổ sung, đó là chưa kể một cái yếu tố thêm phải nói đưa ra cho em, trong đánh giá về mạch máu ví dụ xuất huyết hoặc là các cái huyết khối thì CT nó vẫn là tốt hơn so với cộng hưởng từ trong đánh giá các cái biến chứng về mạch máu. Nếu mà trả lời câu này thì các em nên trả lời CT. Nếu mà người ta ra cái câu như vậy, đối với thầy thì thấy ra mà cái chúng như vậy đâu, thầy sẽ nói rõ hơn. Như vậy thì các em để ý, nếu mà câu hỏi này các em lỡ câu hỏi này thì các em nên đánh CT. Thì bởi vì CT thứ nhất là thầy đã nói như vậy đó, tức là nó đánh giá gần như là ít khi cần đến cộng tư lắm. Còn mặc dù cộng tư rất là ưu việt, cái hình ảnh nó nhài, nó đặc hiệu, nó ưu việt, đó là trước cái nó khảo sát thêm những cái khác nữa. Nhưng mà ví dụ như là cộng tư mặc dù đánh giá tốt viêm tụy cấp, nhưng mà ví dụ có cái viêm sỏi thì các nguyên nhân khác thì cả CT cả cộng tư đều có thể thấy được. Nhưng mà trong cái biến chứng xuất huyết thì CT nó tốt hơn, biến chứng về mạch máu thì CT nó thường là rõ hơn. Nên cả em nếu có hỏi như vậy ra mình phải trả lời là CT. Tuy nhiên cả em nên hiểu như vậy. Nó không phải khi nào mình gọi là tốt nhất là đều là gọi là ưu việt nhất cả đâu. À rồi cũng có một cái câu hỏi rất là hay. Viêm khu trú với khối u tùy trên siêu âm thì cái điều này rất là cực kỳ khó, kể cả đến CT vậy, đến cộng từ vậy. Thì cái khi mà có cái biểu hiện, cái biết là thứ nhất cái viêm tùy khu trú này này, rồi những cái khối u tùy nó cũng có thể gây viêm. Gọi là cái nguyên nhân nó u thì nó có thể là gây hoặc quả cả cái men tùy, hoặc là nó gây tắc nghẽn một cái ống nhập tùy nào đó, rồi nó sẽ gây ứ đọng và nó sẽ kích hoạt cái men tùy đó, nó cũng gây viêm. Do vậy trong một trong những nguyên nhân mà gây viêm tụy cấp là có nguyên nhân do u rồi cả nên gì, khi nào mà viêm tụy khu trú là đương nhiên cả em phải điều trị cái viêm tụy trước, điều trị rồi sau đó mình sẽ dần mình khảo sát bên dưới cái viêm tụy cấp đó có kèm theo một cái khối u tùy hay không. Đó là hai cái này có thể là nó có cùng xảy ra cùng trên một cái bệnh cần. Và trong những trường hợp như thế này thì các em mình ưu tiên chẩn đoán cái viêm tụy cấp trước,
rồi mình đề nghị theo dõi về cái sau đó, đương nhiên mình cần có điều trị cái viêm tụy cấp rồi. Còn như vậy là không không nên tách biệt rõ ràng hai cái bệnh lý này, cái nên chỉ là viêm tụy khu trú là có khả năng là có kèm theo cái khối u tụy, đương nhiên có thể có thể là không. Rồi có một cái này cái cũng nên biết đó là trong viêm tụy màng, nó cũng có cái thể viêm tụy màng thể khu trú hay còn gọi là viêm tụy màng thể già u. Thì trong cái viêm tụy màng nói chung thì vậy là viêm tụy màng mà khu trú nói riêng thì nó có nguy cơ nó diễn tiến thành thành ung thư, và cực kỳ khó đối với chẩn đoán thế nào trong cái giai đoạn sớm đánh giá tiến triển. Thì trong cái viêm tụy màng mà thể khu trú á thì nó cái thể già u đó, cái nguy cơ mà tiến triển thành ung thư nó sẽ cao hơn cả cái thể viêm tụy màng khác. Do vậy thì người ta đối với những cái viêm tụy màng là luôn luôn có một cái quá trình theo dõi để mà phát hiện sớm cái ung thư phát sinh trên cái nền viêm tụy màng đó, như là mình theo dõi bằng cái CA19-9. Tuy nhiên CA19-9 đó nó cũng không có đặc hiệu lắm, nó có thể trong viêm đường mật nó tăng, trong khối u đường mật tăng, nhưng mà dù sao đó là một cái marker để mà gửi cho mình, rồi sau đó mình theo dõi siêu âm hoặc là các lớp vi tính rồi mình so sánh các cái lần lần đó. Như vậy cả giống như cái bài lý giải như vậy, cả em thấy là có cái quá trình mà trong một cái tiêu chuẩn chính, đặc điểm chính đó là cái tăng trưởng là mình phải theo dõi. Nên khi là có nhiều trường hợp không phải khi nào mình trong tài một thời điểm mình đưa ra kiểm đó mà mình phải hẹn mình nhanh theo dõi, đó là cái điều người ta cho phép, chứ không phải là một thời điểm mà tới chụp CT hoặc còn đưa mà bắt buộc mình phải trả lời đâu, mình phải hẹn một cái quá trình. Như vậy thì chẩn đoán có thể là mình thiết lập cái chẩn đoán tại cái thời điểm, nhưng mà có thể là mình qua sau một cái thời gian theo dõi mình mới đưa ra chẩn đoán được. Đó là chưa kể như cái chẩn đoán phải dựa vào điều trị thử nữa thôi. Như vậy cảm thấy là cái chẩn đoán nó phối hợp rất là nhiều cả cái điều kiện để đưa ra cái chẩn đoán rồi. Như vậy em hiểu chưa? Như vậy cả em có những cái mình cần phải tách biệt, nhưng mà có những cái là nó có thể đi kèm với nhau. Nếu như cái viêm tụy cấp khu trú, viêm tụy màng khu trú là phải cẩn thận, có thể là do có cái kèm các cái u tụy ở đó. Đương nhiên trong viêm tụy cấp, viêm tụy màng có thể là nó đơn thuần nó không kèm theo, nhưng mà mình phải cảnh giác bởi vì cái xảy ra bên cái nên nó nhiều hơn. Trong viêm tụy cấp mà thể khu trú thì cả em tốt nhất là điều trị cho hết cái viêm tụy cấp rồi mình hẹn mình nhắn theo dõi về sau sau khi ổn định bệnh rồi, thậm chí nếu mà trường hợp mình nghi ngờ quá thì mình phải xin thiệt thôi. Đó, phải xin thiệt. Rồi cả em còn đặt câu hỏi gì thêm không? Nên đặt cái nhé, vì cái tùy là một cái bệnh lý mà hay gặp và khó ấy. Lắm sao cũng khó, đặc biệt là những trong viêm tụy cấp tiến triển khó khó lường. Đó là thay chưa kể là cả cái bệnh lý u tùy rồi cả cái viêm tụy màng nữa, nhưng mà cả cái bệnh lý đó cả em theo dõi về sau, tìm hiểu về sau. Còn trong một thời điểm thời gian mà eo hẹp như thế này không thể là gian tải giới thiệu cả em nhiều được. Rồi cả em có đặt câu hỏi gì nữa không? Nếu không đặt câu hỏi thì mình tạm thời dừng ở đây. Như vậy là cả em không đặt câu hỏi gì nữa hả? Lớp là lớp phó học tập, lớp lớp cơ có đó không? Cảm có đó không? Không nghe nói gì cả. Chắc các bạn hãy câu hỏi nữa thầy, có thể nghĩ cho Thôi mình nghỉ đi, thì cả em học là liên tiếp mấy tiếng đồng hồ rồi. Xin chào các em.